Cầu thủ Hà Đức Chinh gặp mẹ và ông nội trong phút chốc. Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và U22, Đức Chinh nản lại sân gặp gỡ người thân và đáp lại tình cảm của người dân quê hương. Kết thúc trận giao hữu tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam chiều 27 tháng 12, nhiều khán giả vẫn ở lại sân để được gặp tiền đạo Nguyễn Đức Chinh. Chân sút 23 tuổi không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn cả quê hương Phú Thọ khi đang là tuyển quốc gia. Sau khi nghe huấn luyện viên Park trao đổi, các cầu thủ vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra xe, còn Đức Chinh tiến về khán đài để tìm gặp người thân. Mẹ Đức Chinh, bà Hà Thị Uyển, nở nụ cười tươi khi nhìn thấy con. Do khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng, Đức Chinh rất ít khi có dịp về thăm nhà. Bà xoa đầu động viên cậu con trai. Trong trận đấu này, Đức Chinh ngồi dự bị và được tung vào sân ở cuối hiệp 2. Anh có một tình huống đánh đầu nguy hiểm nhưng không đánh bại được thủ môn đội U22. Chung cuộc, tuyển Việt Nam bị các đàn em cầm hòa với tỷ số 2-2. Đức Chinh sau đó tiến đến chỗ của ông nội để được chào hỏi. Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia thi đấu ở Phú Thọ. Chính vì thế, người dân địa phương đến xem rất đông, chật kín sân vận động. Cuộc gặp gỡ Đức Chinh và người thân chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhân viên ban tổ chức tới nhắc nhở Đức Chinh vào phòng thay đồ để cùng toàn đội ra xe. Trong lúc rời sân, Đức Chinh bắt tay chào hỏi mẹ của Xuân Trường, mẹ Thành Trung và mẹ của Quang Hải, đội mũ nổi. Kết thúc đợt hội quân tuyển quốc gia, tiền đạo quê Phú Thọ trở lại Đà Nẵng để cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải tới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!